Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 3, cùng với 63 tỉnh thành phố trong cả nước, Hưng Yên sẽ tham gia sự kiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, hưởng ứng giờ trái đất với thông điệp kiến tạo tương lai, bây giờ và không bao giờ. Để chuẩn bị cho sự kiện này, các đơn vị ngành chức năng trong tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân trong tỉnh cùng tham gia hưởng ứng, sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần bảo vệ trái đất. Công ty Điện lực Hưng Yên đã in ấn pano để trao tại trụ sở 10 trên 10 điểm trong toàn tỉnh với đầy đủ nội dung thông điệp giờ trái đất năm 2022. Đồng thời, có kế hoạch với các đơn vị địa phương phối hợp tổ chức việc đóng ngắt điện 1 giờ theo đúng kế hoạch. Được biết, trong 5 năm trở lại đây, thực hiện sự kiện giờ trái đất, trung bình mỗi năm, Hưng Yên tiết kiệm từ 20.000 kW đến 30.000 kW trong 1 giờ tắt đèn chiếu sáng công cộng tại vị trí không thiết yếu, góp phần bảo vệ trái đất. Hưởng ứng giờ trái đất ngày 26 tháng 3, công ty đã bố trí cho tất cả các lực lượng quản lý điện chiếu sáng công cộng làm các cái thao tác để căn chỉnh lại các cái giờ đóng cắt điện cho đúng đến cái thời gian thực hiện giờ trái đất, đồng loạt toàn bộ hệ thống sẽ phải tắt. Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái video clip, mẫu tin để tuyên truyền trên các cái trang web, các cái fanpage. Chúng tôi mong muốn quý khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh hưởng ứng tích cực bây giờ trái đất. Ngay sau khi nhận được công văn của ban dân huyện, Đài Truyền thanh đã phối hợp điện lực Ân Thi tuyên truyền toàn bộ cái nội dung của công văn trên hệ thống loa truyền thanh 21 xã thị trấn tới toàn thể bà con nhân dân hưởng ứng cái giờ trái đất. Ý thức của con người là yếu tố then chốt sẽ giúp tiết giảm tiêu thụ điện trên mỗi thiết bị. Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành những văn bản chỉ đạo để mạnh truyền thông sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chiến dịch giờ trái đất năm nay thì tôi cũng đề nghị các cơ quan, các đoàn thể và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng cái sự kiện chiến dịch giờ trái đất, sẽ tự nguyện tắt các cái bóng đèn không cần thiết trong thời gian 1 tiếng và trong cái thời gian diễn ra sự kiện, và có ý thức trách nhiệm nâng cao trong vấn đề sử dụng điện đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các sở ban ngành ở tỉnh như Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, thì Ủy ban Nhân dân 10 trên 10 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh Hưng Yên đều đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 10 trung tâm văn hóa truyền thanh trực thuộc tăng cường tuyên truyền thông qua pano và phát hàng trăm bản tin về thực hiện giờ trái đất. Qua đó đã được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng sự kiện thường niên này.